Xin chào các bạn. Thì hôm nay hồi đó giờ mình cũng chưa từng làm cái video nào hướng dẫn anh em ghép mai hết. Thì hôm nay mình làm video nhỏ này để hướng dẫn anh em nào chưa biết ghép á, chia sẻ một số kinh nghiệm để anh em ghép mai thành công cao hơn nha. Thì mình cũng xin giới thiệu một chút, đó là cái góc ghép này nè, là mình trồng từ rễ nha các bạn. Các bạn thấy không? Trồng mình trồng từ rễ. Hiện tại mình thấy cái rễ này đẹp. Mình sẽ dâm nó lại và bây giờ nó lên được như thế này rất là tốt. Thì mình tính là sẽ ghép vô cái nhánh này, làm cái này cái để là ghép. Còn cái nhánh dưới này mình sẽ cắt bỏ luôn các bạn. Trước khi mình ghép xong thì nào dính thì mình sẽ cắt bỏ này để cho cái nhánh này nè, nó sẽ nuôi cái thằng trong thời gian cái nhánh mới chưa có ra. Thì đây là mình dự định sẽ ghép cái nhánh đại lộc này vô. Đây là đại lộc nha các bạn, siêu nụ siêu bông. Mình sẽ tiến hành mình sẽ cắt lại. Cắt vừa một chút lá thôi. Thứ nhất là cắt gì là để tránh cái tỷ lệ trong thời gian mình đồng ghép cây nó chưa có tiếp xúc mặt với nhau, nó ít bị mất nước, tỷ lệ nó thành công nó sẽ cao. Thì mình cứ cắt trước vậy đi, rồi mình nữa rồi mình sẽ chọn ra cái nhánh nào mình xài được thì mình sẽ giữ lại, rồi mình tiến hành ghép. Đây mình đã xử lý xong. Mình sẽ tiến hành mở ra cái miệng có cho cái vít ghép nè. Ở mẹ nha các bạn, ra bắt điện ra ngoài gạch như hình chữ V vậy á. Xong giờ chúng ta sẽ tiến hành lấy cái phần cái cành ghép nè các bạn thấy không, sẽ tiến hành giặt á, giặt xéo các bạn.
có chất thật là láng và ngọt, tránh tình trạng giật nha. Ra dạt ra ngoài xong đã xử lý xong, ta tiến hành cắt cho nó vừa cái phần điểm tiếp xúc của nó. Xong mình nói gắn cho xong rồi các bạn à. Tiến hành quấn dây lại, xong thì sau đây là mình đã cắt thành công cái từ ghép này, mình đã ghép thành công. Xin chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm ghép nhỏ của mình các bạn. Thì cái cành này nè, các bạn muốn giữ lại để cho nó nuôi cái cây này cũng được, hoặc là các bạn cắt bỏ luôn cũng được. Thế đó là chúng ta dùng cái bọc ni lông này, giờ bỏ một chút nước vô các bạn, chùm vô, vẫn ra một dây lại, để trong mát này các bạn. Mình sẽ thì mình sẽ cũng sẽ cắt bỏ cái nhánh này dưới luôn. Xong. Hy vọng video này sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho mấy anh em mới biết chơi.
ít nhiều cũng học hỏi được một số ít kinh nghiệm. Bây giờ đến đây là kết thúc rồi, xin chào các bạn nha.